Mình không biết chơi đâu. Mày tưởng tao biết chơi? Đúng Số rồi. 1 số 4 gánh, lo gì? Đúng rồi. Đúng rồi. Tớ cũng mới Tôi tập cũng chơi thế. thôi nhá. Số 4 bảo một mình cần tìm lìa bản đồ. Mọi người Đây, chỉ ba việc đi phần trên theo lút đầu. đồ thôi. Không, tôi một ăn đấm nha. Nghe chưa số 4? Kìa, tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu đây? Tôi không biết tôi đang ở đâu. Mình nên đứng im, mình kẹt mẹ vào cái thùng ấy cũng khỏi ra. Đỡ phải chơi game, Mình sướng thế còn đứng gì nữa. đỡ bị chửi. Số 4 cân tim lo gì? Tao có biết. Tao biết mà. Có một bắn ghê chưa? Tao biết rằng số 1 cân Đấy, tim tao một biết mùa mà mà. mới tập chơi. Mới tập chơi Mày có chơi mà, cầu thủ. boss mà. Tao chưa thoát được. Cái gì Ok mơ. rồi. Gì vậy? Con ngu. Ui người Cái kìa. gì? Tao số 4 Để âm ra thầm đây. một. Anh em đánh vào đầu của mình. Từ từ, Thảo từ ơi, từ mày mình đi chết bước đi xuống để tao chết. Mày phải chết cùng tao. Tao biết mà mày không có đồ. ui Úi ui trời ơi, tôi bảo rồi mà. Bạn ơi, cả không hai có đồ hướng thì ấy, mày chết thôi. cả hai hướng bạn ạ. Có đây này, đây. Mark the location. Rồi bình thường Rồi. Mark the location. sự cái đấy thằng bắn ra đó là bắn mình đấy. Con số 4 chết luôn này. Số 4 Trời ơi, số 4 sắp chết rồi. Tôi hay biết. đấy, ghê chưa, ghê chưa, Ghê chưa, ghê ghê chưa. chưa. Đi cứu nó, cho nó chết đi. Đúng rồi, thả bom nó chết đi. Smoke mà con ngu. Tao biết mà. Thảo ơi, tao mới rút được kinh nghiệm. Rồi. Đứa nào cứ nói mới chơi là đứa ấy bắn rất giỏi nha mọi người. Không, mới chơi thật. Mới chơi thật Mới chơi Ra là tí bắn rất giỏi nha mọi người. bọn này Ra toàn xem số ngáo chân là không tiếp. ấy, bọn này chắc cũng mới tập chơi như bọn tôi ấy. Có một thằng nằm Ơ vâng, chơi trong tí xem. Vâng, số 1 Tao mới tao thôi vừa nha mọi cầm. người. Tao Thì đang bọn cầm này cũng khẩu mới gì tập đây? chơi mà, nhìn bọn này cũng ngáo không? Ạ đi cho, ạ đi. Đùa. Đây cho cậu con Nhanh. boss này, Xanh cho nha. cậu con boss này. Đây là con Watch boss đây out. này. Tôi ném đạn xanh Watch rồi. out. Đi 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 theo Nhà theo. 6 thành công. Lừa là đấm. Đây đây đây, nó đây đây, hai con Này. boss này. Ăn đi ăn Thế đi. rồi. Mình có một bắn khẩu này. Ôi, mình có một bắn khẩu này. Đây đây đây, bắn chết là được, Còn con con nữa boss đấy. đấy mà. Ơ, sao không bắn, sao không chết? Đâu, đạn đạn nó nữa. Thế Cậu cậu vứt súng chưa, vứt đạn cậu ơi. làm gì có đạn mà vứt Có cái ở đạn đây trắng trắng này. Đấy đấy đấy, hợp lý hợp lý. Quý ơi, mày không phải thế, Không. mày chơi với Tao cho mày bỏ bạn bè mày đừng nói vậy. đang gọi mày nhá, rõ ràng tao đang gọi mày nhá, mày im mẹ mồm mày. Mày đừng nói nữa. Mọi người cục gì đây, bắn nó không. Muốn nước tạo Không, máu cục chứ. này đừng 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 lại gần, đừng lại gần. Mì ngon đấy nhỉ. Cục gì đấy? Thảo Cục ăn không? này, Tôi lại cục này đừng đừng lại gần, nó nguy hiểm lắm. À mình ngon, thì ngon Chẳng nha. qua là tao chết thì tao ăn gì vô nha. Không tao chết đâu. Đó. Ôi. Cục này anh Đó, em đừng mày lại không biết gần, hỗn nguy hiểm lắm. hợp nữa. Có xe đến. Ngon. Xe lên, xe lên. Ăn hai quả chuối của nhà mày. Vãi rồi. Ăn giáo cho Hai quả chuối bé tí. Mày cho tao ăn quả chuối Tao cho đi mày cả ơi. quả của Chua chuối to rồi. quả đấy mà to. Tao bảo mày Tao thích review của tao tao thích tao tao thích ăn chuối chuối gì nhỉ? Chuối gì to to ấy nhỉ? To to ngắn ngắn nhỉ? Chuối sao ăn Không đi. phải nồi. Thơm. Cái gì chuối chuối Nam Mỹ á? Phải nồi. Gặp các chị em thích ăn chuối này, Review. sợ thật. Ok. Chuối này còn Review chuối nhà mình. chuối Chuối gà còn phải hả? già cơ. À chuối già hả? Già Chuối ấy. chuối già Chuối. Nam Mỹ hả? Sao lại phải thích ăn chuối già? Đâu, xem bà review rồi. Ờ Mày bà ơi, tao không thấy. hả? Thế chuối Tao đây không không thấy ngon bà đâu. đấy. Tao nghĩ là ông số 1 đi gì đó phải ạ. Ồ, Tao biết mà. nghĩ gì, tôi nghĩ bình thường mà, chuối để ăn gì nữa. Số 1 đi gì đó.
Thịt chuối để ăn chứ còn gì nữa. Ô. Chuối có lông với mày. Vãi đồ chuối nào có lông thế? Khiếp. Chả thế. Eo ơi dơ ấy. Chuối nào có lông? Chuối nào tự nhiên. Kiểu gì đấy? Bình thường tôi quan niệm là chuối mà già ấy thì sẽ là hỏng rồi, hiểu không? Chuối tôi chỉ quan niệm là chuối chín là mày ăn được thôi. Ô, người ta phân tích về chuối chuẩn chỉ như thế rồi còn. Ô, thế còn gì nữa? Được rồi, Facebook. Nghĩ vậy, nghĩ đen tối trong đầu lại cái gì? Ôi, có xe anh em ơi, có xe. Ông số 1 với ông số 4 cái. Ôi mình đang đâu, mình đang nơi đâu. Ôi mình không biết bắn. Đi chạy gấp nhanh. Kia không biết chơi rồi. Thì không biết chơi mới bảo chạy. Lâu lắm rồi cái con chỉ các ta bàn lâu lắm rồi. Nốc này. Có biết bắn đâu. Tất cả mình lấy khổ. Đây à? Nó một chín. Đi chết. Chết luôn cũng được. Nó cứu lên rồi mẹ. Con này. Con. Ôi mình lại phải đi bắn. Chết rồi. Phải đi bắn không? Không biết bắn. Ôi có xe, còn xe qua ở cầu đấy. Ui giời, mù mắt. Nhìn chuột rồi hả? Tao đang ngồi tìm. Tao đang phải tìm được phần tắt tao vào. Trong tình yêu thương. Ui tìm, mẹ tìm lại từ đầu. Thơm ngon bố này. Đâu ấy, tìm đi. Hết rồi. Bé thí tìm đây. Yếu. Đi để tìm chuối già cho. Rồi chết rồi chết rồi. Ừ, bắn ghê đấy. Mới tập chơi mà. Mồm mà mới tập chơi. Sao vậy? Mới tập chơi còn gì nữa? Mới tập chơi. Phí tìm đi, tao không thấy. Tìm. Ở đây. Ôi, ngoài cầu có trận cầu này. Ơ, không đèo à? Đi, bà chạy bộ ra đây đi. Để bắt tôi đang tìm chơi này. Có con ông nào 15 kill ấy. Đây. Nghe không? Đây, tôi thấy rồi. Chết rồi. Xong rồi. 15 kill. 15 kill rồi nào. Chuối già tha mỹ. Ngon khó đón bà tưởng kia. Đấy chuối già trọn vị yêu thương. Trọn vị yêu thương. Đây, đúng, thơm đúng ngon luôn, đến giọt cuối cùng người thấy. Lại phải ăn thịt. Tao nhà tao có nhiều chuối không? Tao thì có cái chuối to cực kỳ luôn. Tao thích ăn chuối, chuối có hạt là chuối gì nhỉ? Chuối nó vừa to ấy. Không, cái chuối chua chua hôm qua tao cho mày ăn đấy. Không trận cầu à? Không trận cầu đi. Trận cầu đi. Bọn này không trận cầu à? Đi đâu? Bọn này trận cầu gì? Bọn này trận cầu đi rồi. Để mình gì cho, mình ngồi trên xe cho. Biết đâu nó chưa qua cầu, đúng không? Đây, có xe. Mắt đéo mắt tinh thế. Đâu? Mắt thần. Có xe, nó lấp ló này. Mắt tinh vãi, mình đéo thấy. Ơ kìa, ui, hai viên rồi. Một thằng hơi sao ấy. Thay nhanh bắn tỉa cái gì đấy. Một thằng công được. Lên. Người ta thật chứ ai đùa. Ok, rất cả mình, rất cả mình. Nó ở đâu, nó đâu rồi. Còn hay sao ấy. Còn có thằng đi xe xuống dưới rồi.
Bồ rồ, mắt tinh vậy. Không phải mắt tinh em, phụ bồ rồ chơi game đúng không? Mắt người ta mới nhìn thấy, tao đéo nhìn thấy gì luôn. Đấy thằng đi xe mà. Nó đi xe nó xuống dưới đấy à? Ghê quá. 18 kill, ok up 5. 18 kill hồi nào? Tôi cao. 19 kill là hết hoàng. Bảo là 18 kill. Ôi hôm qua tôi cách mà ở map San Fox thôi. Nó bay bay trên trời, nó bắn 63 kill ạ, sợ thật. Phản đối. Tôi kìa, ở kia. Ôi. Lại phải quăng, chưa kịp quăng luôn. Ồ, chết rồi, ngã chết rồi, có thằng ngã chết rồi. Còn một thằng này à, đi. Chết rồi. Đấy, nhảy rồi. Đổi xe này được không ta? Được. Cuối già Nam Mỹ. Chuối già Nam Mỹ ở đây. Có chuối già, có chuối non không? Có chuối non không nhỉ? Chuối già Nam Mỹ có chuối non rồi. Chuối già châu Phi, ui, to phết. Chuối là màu đen, lúc nào cũng to. Phải nồi, chuối già màu đen, chấm hỏi. Không, tao bảo là chuối, cứ chuối nào màu đen là nó to. Điền, chuối màu vàng lại chuối màu đen nhở? Chưa hiểu. Tất cả chuối màu hồng, màu trắng. Chuối màu hồng là của Minh Trần rồi. Thế thì chịu rồi. Tí tưởng tượng của các em sợ, à các bạn sợ quá. Ông nghĩ gì ấy? Quả chuối. Tôi chỉ nghĩ là quả chuối nó màu vàng thôi chứ tôi biết đâu. Nước chuối hồng. Tôi chả biết chuối vừa vào vân, tôi chỉ biết chuối Việt thôi. Tôi chỉ biết chuối Việt Nam thôi à. Chuối Việt của chúng ta thì nó rất là to, màu vàng. Ô. Nó có lông không? Cần nói nó có lông không? Tất nhiên là không rồi. Nó có lông khi mà nó còn bé thôi. Sao bé lại có lông? Lớn có lông chứ. Lớn nào có lông, lớn là mấy cái hoa chuối, nó sẽ có lông mà. Xong nó sẽ rớt lông đi. Nó to lên. Nói về cái gì ấy? Chuối có lông. Chuối có lông không? Tại sao không? Nó còn bé hoa chuối, biết hoa chuối không? Chắc không biết hoa chuối rồi. Biết. Người ta đang nói kia. Người ta đang nói về quả chuối. Không biết là bên kia đang nói về chuối gì. Tôi thì tôi nói đúng quả chuối đấy. Nhưng mà không biết là bên kia anh em đang nói gì thôi. Còn thằng cuối ở đâu? Chấm hỏi. Đây, ở trong nhà này. À, thấy rồi, chưa thấy đâu. Ơ, bắn rồi, bắn trúng người rồi. Đừng giết mình. Vào đây. Tất cả mình. Ghê không? Mồm bảo là mới chơi. 21 kill kìa. Mồm bảo là cặp mới chơi. Mới chơi thấy, mới chơi còn gì nữa? 2414 đạn. Vãi.